Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng của em ha. Thì cửa hàng của em thì là cửa hàng thành hợp chuyên về máy cắt cỏ động cơ 2 thì, máy cắt cỏ động cơ 4 thì và đặc biệt là máy cưa xích nha. Thì máy cắt cỏ của em ngoài tính năng phát cỏ thì có thêm tính năng đó là bơm nước. Đó, bơm nước rồi mình thổi thổi lá đồ thêm ha. Thì bơm nước là như thế nào? Ví dụ một cái máy mà anh gắn đĩa cắt vô ha, phát cỏ ha. Thì mấy anh có thể gắn cái tua hít này nè, tua hít mà em hay quảng bá bán nè, à mình gắn dưới đây, hay gắn sát dưới đây, bên em sẽ gắn sẵn cho mình luôn, rồi hút nước từ ở dưới sông lên để mình có thể là tưới rau, tưới hoa quả, tưới cây ăn trái. Thời điểm cái này quá trời nắng ở miền Nam, nắng nắng khô cằn luôn, nắng mà con người mình cũng muốn bốc hơi theo luôn á, nó nắng mà nghe nó mắc nước mà nó mệt mỏi, thời tiết này dễ bị bệnh lắm. Đó thì cái tính năng đó là tính năng bơm nước ha, mấy cái cỏ này nó rất là hay chỗ đó luôn. Rồi thì địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Em tên là Nhanh ha, thì mấy anh chị chốt đơn gặp nè, em có thể kêu em Nhanh cũng được, tại vì Thành Hợp là tên của ông xã em đó. Thì anh chị nào thấy xem kênh à, thấy kênh nhiều sản phẩm tốt, chất lượng, giá cả phải chăng, thì mấy anh nhớ cho em xin một nút like kèm một nút đăng ký kênh nha. Nhớ bấm like bấm kênh. À, để nhiều cái đăng ký kênh để nhiều khi like xong nó xuất hiện lên cái trang của mình, để anh chị có thể là thêm được những cái clip là nó sát với ngày ngày like nhất ha. Thì kênh của em bán hàng với uy tín là chất lượng đặt hàng đầu nha, cho nên là anh chị cứ an tâm ha. Thì bán hàng cũng có chế độ bảo hành bảo trì đàng hoàng nha, chứ không phải bán xong là mất tiêu, mặc dù là bán hàng trên mạng đó nhưng mà vẫn có chế độ bảo hành để cho anh chị mua hàng anh chị tin tưởng hơn, đặt đúng niềm tin hơn ha. Một cây máy 1 triệu 2 triệu bạc là số tiền lớn đối với anh chị chứ không phải là ít. Thành ra là bán hàng phải có chế độ bảo hành để anh chị còn xài rồi còn ủng hộ còn giới thiệu nữa giùm em ha. Cái uy tín nói lên từ đâu là cái em bán hàng em không có lấy cọc của anh chị 1.000 nào hết ha, của chú bác 1.000 nào hết, cho nên là khỏi sợ phải lừa đảo ha. Cứ an tâm vấn đề đó đi. Thì hôm nay em lên cho mình lô máy 12 máy, trong đây có hai cây cưa xích ha. Một cây cưa tay cục đó, ê chua trắng, máy này chạy khỏe lắm, khỏe luôn nha em ơi. Cái đó là một cây kêu gít 3.500 nha, siêu đẹp đồng đứng của Ryobi, 3.500 chạy động cơ Komatsu. Còn lại là toàn máy cắt cỏ hết đó, máy nhỏ máy lớn gì cũng có ha, Mitsu, Magu, Kawasaki dân dân và mai mai có Makita rồi luôn nha. Rồi số điện thoại để chốt đơn là 0913 136620. Số điện thoại đó có hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy, hỗ trợ tư vấn chốt đơn và đặc biệt có Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị ha. Thì em bán hàng nguyên cái hệ thống này là em ship hàng toàn quốc nha. Em nhận ship hàng toàn quốc từ miền Tây, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, em ship ra tới nhà cho mình luôn. Đó, ngồi ở nhà rồi đợi em ship hàng tới nhà rồi em cho mình thử hàng ha. Và máy tới chỗ thì anh chị được tháo hàng ra, mình đổ xăng pha nhớt vô, mình test máy, mình nổ đúng máy đúng hàng, trả tiền cho cái người giao hàng ha. Một cái máy mà em báo giá ví dụ 1.2 triệu, 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.5 triệu gì đó, kể cả cưa và cắt cỏ thì cái giá đó em Nhanh đã bao ship luôn rồi nha anh chị, bao ship và kèm phụ kiện. Đối với cắt cỏ là 6 món, đối với cưa xích là 4 món ha. Thì em sẽ báo cho mình 4 món của cưa xích trước nha. Thì cưa xích là em cho 4 món này: một cái dũa, một vít chỉnh xăng, một cái tiếp mở bugi và một cái bao lam ghim ha. Đó, đối với cưa xích nha. Còn đối với cắt cỏ thì em Nhanh sẽ cho 6 món. Thì đầu tiên là một cái sợi dây đeo nè. Hai cái sợi dây đeo này nè nha, là hai cái móc này mình móc vô một chỗ nha anh chị. Cái đó là một cái chắn cỏ nè, một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bugi đầu dao, một cái đĩa dài ba tấc. Đĩa này chạy im lắm nha, chạy là em thấy là mình anh chị nào sử dụng cũng khen hết đó. Và kèm theo một cái ổ cước 4 chân, cái ổ cước này nó có dây cước cho mình sẵn luôn nha, em cứ cỏ sẵn luôn. Còn do 6 món này thông dụng thì em Nhanh sẽ cho 6 món này, còn anh chị nào mà không xài ổ cước hoặc đĩa dài thì mình đổi qua đĩa tròn. Đĩa tròn là để em cho đĩa zin theo máy về để khu Nhật nha anh chị, nó sẽ bị xét rồi, hay em sẽ chờ lại cho hết xét nha. Thì anh chị chú bác mình có thể đổi qua, mấy anh nói là cho anh lấy đĩa dài, đĩa tròn hoặc đĩa tròn ổ cước gì đó thì em sẽ quán đổi theo yêu cầu của mình ha. Còn 6 món này mấy anh mấy chị muốn xài thêm đĩa tròn để gọi là trải nghiệm đó thì mình thêm giùm em 50.000 nữa nha. Rồi cái này là cái gom cỏ nha, cho nên là bữa nay hứa dùng cắt
hai cái gươm cỏ gắn cho anh hình dung. Cái gươm cỏ này là 100 ngàn một cái nha, 100 ngàn một cái gươm cỏ về cắt cỏ cho trâu cho bò ăn. Sẵn em sẽ gửi cái hình ảnh cái gắn cái gươm cỏ như thế nào vô cái máy cho anh khách ảnh xem nha, tại vì anh khách đó anh không có Zalo cho nên xem đỡ ở đây, và sẵn em gửi vô đây luôn nha, anh cho anh chị nào mình cũng có coi, mình có thể hình dung ra. Đây là cái gươm cỏ là mình gắn như thế này ha, đó, có cái cổ dê nè, mình gắn sát lên trên bắt trên đầu bò đó, quay lên như vậy thì né được cái đuôi cắt hay vừa phát thì mình vừa quơ, mình gắn vô trắng cỏ đó, gắn lên trên cái lắc hình dung ha. Đó, cái gươm cỏ là gắn như vậy nha, cái này là em cứ hứa với bọn anh khách. Như vậy đâu, anh chị nào biết rồi thì thôi, chưa biết thì mình cũng có thể tham khảo nha. Cái này là tại vì anh mua lẻ cái gươm cỏ đó mấy anh, cũng cắt cỏ cho trâu cho bò 100 ngàn cái nha. Rồi cái này là em nhanh giới thiệu ngay từ đầu nè, cái tua hít bơm nước nha, 150 ngàn một cái này đó. Thì mấy anh nào ở nhà có máy gò mua thêm tua hít thì mấy anh chịu phí vận chuyển, còn mà mua chung với máy thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi cái này là đồ phát cỏ hay còn gọi là trà rong rêu ha, loại nhỏ 100 ngàn nha, loại lớn là 120 ngàn, mà khi cho đi là em sẽ gửi như thế này ha, không có cái đầu bò heo nghe em ha, cái đầu bò này là đầu bò của máy em. Rồi cái này là nhớt qua test ha, nói với nhớt này em rất là hãnh diện luôn ha, nhớt là làm xài mấy năm rồi đó, em cũng đang dọn nổ dòng máy này và em bán cho khách xài rất là nhiều rồi. Hôm nay có bà chị mua 5 chai như thế này, mấy anh mua một chai 100 ngàn phí 30, mua 2 chai, 3 chai, 4 chai phí dẫn 30, còn coi như em nhanh hỗ trợ. Nhưng mấy anh mua từ 5 chai trở lên là em nhanh sẽ bao ship cho mình ha, ví dụ 5 chai 500 em bao ship. Nhớ em nhanh bán nó rất là hay nha mấy anh, nó có cái bình nhỏ mình không cho mình lường luôn nè, nó có cái miêu 20, 40, 60, 80, 100. Và đối với cưa xích đó thì mấy anh pha dùm em tỷ lệ là mấy anh mua bên 1 lít xăng pha với tỷ lệ là 70cc nhớt 2 thì. Đối với cắt cỏ thì mấy anh pha dùm em 1 lít xăng 40cc nhớt 2 thì ha. Khi mà pha như vậy thì máy của mình chạy nó sẽ hơi ra khói một tí xíu, nhưng mà mấy anh an tâm đi, máy của mình nhất thời điểm đó nó mát máy bôi trơn bê tông ha, không có hư hao gì đâu, mấy anh chị an tâm. Pha nhanh nhanh kỹ hư máu máy lại nhanh đền cho mình liền đó. Mà mình thì chỉ có 100 ngàn thôi, xài rất là lâu luôn nha. À, nhớt hay sau này mình xài hết thì chuyện cái vỏ này là mình lượm ha, hay lắm, có 100 ngàn một thùng lại mang bữa hai bữa hết trơn, khách ta sử dụng quen rồi đó. Bây giờ em nhân sẽ vô test nổ máy nha. Rồi cái cưa đầu tiên em test đây là cây Green Echo trắng rồi, nói chung khách thương tình lắm, ủng hộ cưa cũng nhiệt tình lắm. Cưa cắt cỏ ủng hộ điều. Vài năm nữa em nhanh có thêm vốn em nhanh mua máy thổi lá nè, bơm nước rồi về em nhanh bán cho anh chị. Trắng cân nặng có xăng và nhớ tổng là 4 kg nè, chiều dài của cái lam này là 4 tấc ha. Cây cưa Echo trắng nha em, một cây cưa Echo trắng phối với cái đồ này là khóa xích màu cam nha, ga bóp màu cam đó, giữ cò màu cam đồ luôn, xịn sò cho mình ha. Rồi máy này thì nó có khóa xích, có khóa xích nè. Cái này thì sử dụng xích là xích 91 nha. Và đặc biệt là cây cưa này nó xích nó hơi mỏng xíu nha. Đó, anh nào có chốt cây cưa này có cắt thêm bộ xích nữa thì nói em nhanh ha. Em nhanh cắt bộ xích này là 5 ngàn một mắt. Xích này bao nhiêu mắt thì mình tính tới nha. Và em nhanh nó trước, em nhanh cắt không lời 1 ngàn nào nha. Đó, thì có sai em nhanh báo tình trạng nó như vậy nha, nhưng mà vẫn còn cưa cây được chứ không phải là mỏng lét nha em ơi. Đó,
Cái này thì cái đồ căn chỉnh dây xích dây sơn nằm trên lam ha. Đó, nó còn quẳng cái lưỡi thép, nó vẫn còn ngon lành nha. Dây gió nè, vú bông phụ nè. Đó, nắp xăng pha nhớt ở phía trước, nắp nhớt lam nằm phía sau ha. Máy này chạy rất là chắc chắn nha. Mé nhánh, tỉa cành thì thôi khỏi phải nói rồi, nằm trong tầm tay và đặc biệt là hạ cây đứng được luôn. Đó, mấy anh về tha hồ mà hạ cây đứng. Có thông số là 5500 9176 ha. Đó, tắt nè. Mở là đẩy lên nha. Đó. Khóa xích chặn xích cũng được, nói chung là gọn nhẹ xài gia đình phù hợp nha. Rồi, ở nhà mà anh có mấy anh mà làm thợ mộc rồi đó ha. Và có cây lớn rồi, cái cây cưa lớn này hạ cây đứng xong rồi mình có thể lấy cái này về ha. Mé 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 xuống cưa rồi ngon lành luôn. Đó. Chốt giùm em nhanh mã B1 nòng 36 ly, giá là 1 triệu 900 ngàn đồng ha. Cái đó là cây Ryobi ESK 3,5. Ký. Rồi, chiều dài cái lam này là 4 tấc. Phanh đâu? Có phanh mà. Rồi, đẩy rồi. Rồi, có phanh nha, có thắng xích nha mấy anh. Một cây cưa Ryobi chạy động cơ cơ Mitsu. Đó, có cái độ nhịp ha, gọi là độ rung của máy. À, nó rung nhẹ, à, rung rất là rung tự nhiên, rung này là do nhà thiết kế người ta cố ý. À, kỹ sư cho em xin lỗi, kỹ sư họ thiết kế cho nó có độ rung nha. Khi mà mấy anh cưa cây, bắt vô cây cho nó nhẹ nhàng, mình không cần phải dùng lực nhiều nha mấy anh. Cái này nó sử dụng xích là xích 91, cưa Ryobi, nhưng mà lam là lam của thằng Echo ha. Lam này ghi ở bên Nhật về nha, ở đây em không có làm. Đó, cái đồ tăng chỉnh dây xích dây sơn nằm trên lam ha. Và đặc biệt lam zin đó nha mấy anh, lam zin thôi, lam Echo. Quá đẹp nha, xuất sắc. E tự động, vú bơm phụ, à, công tắc nè, tắt mở nè, nắp phía sau là nắp nhớt lam, nắp em xin lỗi, nắp màu xám là nắp nhớt lam, nắp màu đen là nắp xăng pha nhớt nha. Đó, Ryobi đẹp lắm nha. Và bô khói nó cái kiểu là màu đen nha, bô sắt ha. À, rất là đẹp, chưa đóng xét đóng gì luôn, đồ chặn xích vẫn còn nè. Thông số đồ còn đầy đủ ha. Rồi, đó, có khóa xích đồ luôn. Mã này chốt cho em nhanh mã B2 nòng 37 ly, giá là 2 triệu 600 ngàn đồng nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh ha, ủng hộ em. Rồi bây giờ em tiếp mát cỏ nha. Một cây cưa Gobin cây cưa Robin, máy này hình thức nó là gọn nhẹ cho nên bên em sẽ gọi là Robin cốc nha em anh, siêu nhẹ, công suất là 20cc nòng 30 ly nha. Đó, một cây màu đỏ quá đẹp, chạy bộ chế quanh rồi rồi e đỏ tự động nha. E đỏ tự động rồi, khi mà mấy anh lên ga nó sẽ nhảy mở le ha. Đó, bộ khói đẹp sáng nha. Chế gin quanh rồi rồi mà e đỏ tự động luôn. Tum liền tum nhựa nha. Tum liền tum nhựa, công tắc nhấn ga nhấn vô nha em. Cái này thì nhỏ hơn. Cái này thì mình phát cỏ, anh coi dừa không? Phát cỏ gia đình nè, phát cỏ cho trâu cho bò ăn ha. Đối với cỏ nhỏ cỏ mỏng thì mình phát cước dây vô tư, đối với cỏ lớn mình phát bằng cỏ lớn là phát bằng lửa cắt giùm em nhanh nha. Đó, ha ta đôi lớn ra giữ đầy đủ nha mình. Đây nè, Robin trắng cỏ đầu bò ghim hết ha. Đây láp có chữ Robin 20 nha. Đó, mã này chốt giùm em nhanh là mã B3, giá 1 triệu 200 ngàn đồng nha. Rồi, rồi cái đến là cây Makita nè.
256 nha. Makita đầu chùa nha mấy anh. Đây cái bu khói nó đẹp nè. Đó. Bình xăng trắng sáng ha, có chân bờ đỡ bình xăng công tắc. Máy này em nói thiệt chứ. Mấy anh á, khi mà lăn tăn không biết cái máy gì để mua về phát cỏ thì mình chọn cái máy này. Cái thứ nhất là phát cỏ, bơm nước cũng được, rất là xa nha mấy anh, mà chạy siêu bền, siêu tiết kiệm xăng nha. Nó bị mẻ cái áo ở đây tí xíu nha mấy anh. Nhưng mà không sao, không ảnh hưởng tới chất lượng máy nha. Công suất là 256 là gần 26cc ha. Chạy này chạy bộ chế One Pro một kim ngang. Tum nhôm tum liền nha. Đó, tum nhôm tum liền luôn, chạy lợi xăng dữ lắm. Rồi, đó, cùm người ta nè, đẹp sáng luôn ha. Ga dữ nha. Lắp zin nè. Trắng cỏ đầu bò zin đầy đủ nha. Rồi mã này chốt giùm em nhanh là mã B4 nồng 33 ly. Cây này là em bán bình thường 1.600.000, nhưng mà hôm nay cái áo nó bị mẻ ở đây tí xíu nha em ha. Bẻ bên ngoài em nhanh bán mình 1.500.000 luôn. Đó, đó, không ảnh hưởng tới chất lượng máy nha. Chốt thứ tự chốt cho nhanh mã B4 nha. Máy nổ tiếng giòn như xe sushi bo nha em ạ. Nổ cực kỳ là ổn định ha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha. Bên em gọi là Ryobi. À, Ryobi trái táo ha. Cái hình nó giống như trái táo, gọi là Ryobi trái táo. Bình xăng lớn zin đẹp nè. Ốc zin người ta kiểu màu đen thôi nha, chứ chụp trực là nó lên tất cả đó. Rất là đẹp và sáng. Sử dụng bộ chế One Pro luôn nha. Cái gì? Tôm liền tôm nhựa nha. Đó, tâm liền tâm nhựa, đẹp lắm. Liền lạc nha. Máy này chạy ổn định luôn. Và đặc biệt cái vú bơm phụ nó nằm bên đây nha mấy. Đó. Ga giữ nè. Công tắc nè. Nè. Ryobi 26 ha. Lắp zin luôn. Chán cỏ đầu bò zin ha. Đầu bò có chán chống ngòn đỏ, chán chống quán cỏ đầy đủ nha. Đẹp lắm nha mấy anh chị. Đó. Rồi, mã này chốt giùm em là mã B5, nồng 34 ly, giá 1.600.000 đồng nha. 1.600.000 đồng. Rồi, B5 xong rồi tới mã B6 đi. Lên sàn B6. Iseki CG2405 ha. Máy này gọi là Kawasaki nha. Công suất là 23cc, nồng 32 ly. Thấy cái ốc máy là thấy 10 điểm rồi đó. Trắng tư luôn nha mấy. Trắng tư, ốc zin nó dày đẹp ha. Lóc máy nè. Sử dụng bộ chế One Pro luôn nha. Một kim ra ngang ha. Bình xăng lớn zin liền lạc hết. Tum nhôm nha. Tum tắt nè, đẩy xuống là tắt. Đẩy lên là mở ha. Tum nhôm tum liền. Máy này thì lóc có dập chữ nổi Made in Japan nha. Rất là đẹp luôn. Đế bờ đỡ mình xăng nè, liền lạc. Máy này chạy siêu khỏe nha em anh. Phát cỏ ha, bơm nước gì cũng được nha. Đó, đẹp lắm. Là tông xẹt tông, áo máy màu xanh, cùm máy màu xanh ha. Cái láp nó cũng có màu xanh nữa nè. Chán cỏ đầu bò zin nữa nè. Đầu bò có chén chống mòn đầu ốc ha. Ga dữ nha. Dày lắm, nó dày mà từ. Mấy anh nhìn nè ha, cái bao tay nữa nè. Hai cái bao tay nó mà nhìn xuống cái bao của cái lưng nó cũng tông sạc tông luôn. Mã này về mà mình mua mình siêu tầm là ok luôn nha. Chốt giùm em nhanh mã B6 32 ly, 1.600.000 đồng ha. Rồi kế đến là Makita nè.
le. Makita 262 ha. Cái này nó rất là đẹp nha. Nhìn giùm em cái lốc máy nè. Cái bộ khói nè. Đó. Sử dụng bộ chế là bộ chế One Pro le đỏ tự động luôn nha. Bình xăng lớn zin. Đẹp liền lạc hết. Bộ khói nè ha. Công tắc zin. Có chân bờ đỡ bình xăng rồi luôn nha. Tum liền tum nhựa nha. Đó. Ga giữ nè. Một tay cầm lắp zin nè, trắng cỏ đầu bò zin ha. Mã này á, thì nói chung là siêu nhẹ ha. Thì ví dụ như anh nào mà chốt mã này mà muốn lên hai tay cầm thì nói bên em lên hai tay cầm, còn không thì mình cứ để như vậy hay mình bơm nước cỏ trong vườn cây ăn trái rồi tiện lợi luôn, nó không bị vướng víu. Hay chốt nhẹ nhanh mã B7 nồng 34 ly, giá là 1.600.000 đồng. Giật lại cái nữa à, đến là Maru Yanma nè. Maru Yanma áo đỏ, mua về cho em nhỏ nó mừng, quá trời đẹp luôn. Phiên bản này nó có trợ lực nha em ha, hai sừng siêu đẹp. Cái này là sử dụng bộ chế One Pro một kim ngang ngang luôn, lóc có dập chữ nổi Made in Japan ha. Đó. Thun nữa nè, dây dặn luôn nha, máy Nhật quên xài luôn rồi phải. Đó. Tum nhôm tum gời nha, cắt cỏ đấu xịt thuốc gì cũng được nha em. Tháo rời bốn con ốc này ra, lấy cái đầu máy đấu bình xịt thuốc ha. Trời đẹp ga dữ nha, công tắc trên tay cầm luôn nè. Cái tem chụp giật với cái lắp máy đầu tông sạc tông hết, trắng cỏ đầu bò zin ha. Đó. Mã này thì chốt giùm em là mã B8 nha, 32 ly, 1.600.000 đồng. Rồi, cái đó là cây Maru 26 đầu vuông nữa nè. Maru Yanma 26C chạy siêu khỏe nha, cực kỳ khỏe nha. Anh nào mà mình muốn trải nghiệm cái dòng máy này lên tới cửa hàng đi rồi em giật máy nổ cho mình nghe. Chạy cực kỳ khỏe nha, máy này em bán rất là nhiều và khách cho phản hồi rất là tốt. Chạy trâu bò lắm chị ơi, đó, khách nhiều khách cho phản hồi luôn á. Sử dụng bộ chế One Pro luôn nha em, một kim luôn á. Bình xăng lớn zin về dặn ha. Cái kiểu nó hơi đen vàng vàng gì lắm anh biết sao, ở bên Nhật người ta sử dụng xong người ta không có đổ ra ngoài á. Nhìn cái bình xăng nó hơi tối màu thôi chứ máy này còn đẹp lắm, bộ khói trắng tư nè. Đó, lốc thì có dập chữ nổi Made in Japan luôn ha. Dập trong đây. Đó. Thun bỡ đỡ còn dày dặn nè. Và đặc biệt là tum của máy là tum nhôm tum gời ha. Đó, nước sơn chưa có bị chóc luôn nha mấy anh chị. Đó nè, Maru Yanma nè. Chưa bị gớt nước sơn luôn. Mình cắt cỏ, mình đấu xịt thuốc gì đều được hết ha. Hai tay đôi lớn ga giữ, công tắc trên tay cầm. Lắp zin nè, đó. Trắng cỏ đầu bò zin. Đầu bò có chán chống ngọn đầu ốc, chán chống quán cỏ ha. Chán cỏ tông sẹt tông với cái áo máy luôn nha.
chạy khỏe mà lợi xăng. Rồi mã này chốt cho em nhanh là mã B9 34 ly giá 2 triệu. 2 triệu. Rồi tới thằng Maru Yanma 2630 này. Maru Yanma 2630 nòng 34 ly, công suất là trên 26cc nha. Mà anh thằng ngày mai tiếng mai nổ là thấy uy tín chưa? Sở hữu bộ chế hai kim quanh pro mà chạy cực kỳ là chắc và là đỉnh nha. Đó, bình xăng lớn zin liên lạc hết. Anh nào mà kiếm máy mà mình xài với mình lâu dài đó không có quặt thì nên chọn đời Maru này nha mấy anh chị. Đó đây nè. Ha. Rồi đặc biệt là lốc cũng có dập nổi mắt Insaban luôn nha. Khung bờ đỡ rồi cũng còn ha. Đó, nó đẹp từ chi tiết luôn nha. Từ chi tiết nhỏ nhất luôn. Tum nhôm luôn nha, ốc còn 7 màu luôn. Tum nhôm tum gờ 260 nha mấy anh. Đó, mình có thể tháo rời đồ đầu máy đồ ga mình đấu xịt thuốc được luôn. Cùm màu đỏ tông sạc tông nè. Ga giữ công tắc trên di đông ha. Trắng cỏ đầu bò zin luôn. Mã này thì chốt giùm em là mã B10 34 ly giá 2,1 triệu nha. 2.100.000 là sở hữu được cây Maru chạy chế hai kim, vừa tiết kim xăng mà vừa khỏe luôn. Rồi cái đến là Kawasaki TZ ha. Kawasaki đó, nòng 35 ly, công suất là 27cc ha. Tụi em cũng không biết anh Nhật nào, anh ghi trên đây 8512 để làm gì nữa nè. Đó, này là cái chữ của Nhật Bản nha. Đó, sử dụng bộ chế ga ngang, e đỏ tự động nha mình. Đóng e nè. Xong đó mình lên ga ha. Rồi nó nhảy mở e. Bộ khói nữa nè. Trắng phiếu luôn, trắng tư luôn. Khá đẹp. Lốc có dập chịu nổi mắt in Japan ha. Đế nhựa bờ đỡ bằng xăng rồi luôn. Công tắc nè, đẩy xuống là tắt. Đẩy lên là mở nha. Sau lưng mới chát luôn. TZ27. Tum nhôm tum gời nha em ơi. Dây chì nè, ha giữ rồi cộng dây xăng rồi lại luôn ngon lành nha. Ra giữ ha. Đó, trắng cỏ đầu bò zin nha. Đẹp, ok. Kawasaki chạy khỏe và đỉnh luôn. Mã này chốt giùm em B11 đó, 2.300.000 đồng. Rồi cuối cùng tới Mitsu nè. Mitsubishi tên là 261, cái phiên bản này nó có trợ lực ha, giật siêu nhẹ nha mấy anh chị. Đó, sử dụng bộ chế hai kim quanh pro rất là đẹp nha. Cái này là có bình xăng lớn nó bể là em thay bình xăng mới rồi, còn bao nhiêu là nó zin hết 100%. Máy em anh em được zin liền lạc nha. Lốc có dập nổi mắt Insaban nè. Có đế nhựa bờ đỡ bình xăng nha. Và đặc biệt thì là nó sẽ có thông số model nha mấy anh. Em sẽ đọc nha. Đây là 261 nè. 071478D ha. Đó. Tum nhôm tum gời ha. Công tắc thì nhắn ra nhắn vô ha. Đó. Ra giữ nè.
Trắng cỏ đầu bò zin nha. Rồi cái phiên bản này chốt dùm em là mã B12 nồng 33 ly giá 2.400.000 đồng ha. Rồi cho em chào, hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.